Chào mừng anh chị đã đến và trở lại với kênh Hoàng Linh. Chúc mọi người sức khỏe, năng lượng và tình yêu cuộc sống. Và tôi là Hoàng Linh xin cam kết chia sẻ những thông tin trung thực, khách quan và không thiên vị. Hôm nay tôi xin được chia sẻ một tin tức rất nóng. Đó là Bộ Công an đã khởi tố vụ án lộ đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 tại Bộ Giáo dục và Đào tạo. Và chúng ta hy vọng rằng đây sẽ là đầu mối của cuộn chỉ rối, gỡ ra, mở ra những nội dung rất mới, làm lộ sáng một vùng tối đầy bí ẩn tại Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong đó, chúng tôi hy vọng Bộ Công an sẽ làm tiếp dù nhóm lợi ích trong việc xuất bản và phân phối sách giáo khoa, liệu có nhóm lợi ích hay không khi giá sách giáo khoa tăng một cách bất thường vì khổ to giấy đẹp. Trở lại với vụ án mới đầy hấp dẫn. Sau kỳ thi tốt nghiệp phổ thông, trung học phổ thông năm 2021, có một phản ánh về việc bài tổng ôn môn sinh của thầy Phan Khắc Nghệ cho học sinh trước ngày thi giống hơn 90% so với đề thi chính thức. Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam hai nguyên giáo viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội để điều tra về những sai phạm liên quan đến việc lộ đề thi. Tối 10 tháng 6, thông tin từ Bộ Công an cho biết cơ quan an ninh điều tra đã quyết định khởi tố vụ án hình sự lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Bộ Giáo dục và Đào tạo. Quyết định khởi tố vụ án được cơ quan an ninh điều tra đưa ra dựa trên kết quả điều tra vụ việc có dấu hiệu vi phạm trong công tác xây dựng ngân hàng câu hỏi và ra đề thi môn sinh học kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021. Cơ quan điều tra cũng khởi tố bị can, ra lệnh bị bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Thị My, nguyên giáo viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội, khởi tố bị can áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Bùi Văn Sâm, nguyên giáo viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Cả hai bị can cùng bị điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ quy định tại điều 356 Bộ luật hình sự năm 2015. Sau khi được Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn, cơ quan điều tra đã tống đạt các quyết định và lệnh bắt tạm giam nêu trên. Vụ việc được thầy Đinh Đức Hiền, giáo viên toán sinh tại hệ thống giáo dục học vải Hà Nội phản ánh khi thấy đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 môn sinh học có nhiều phần trùng lập với nội dung ôn tập cho học sinh của thầy Phan Khắc Nghệ, phó hiệu trưởng trường trung học phổ thông chuyên Hà Tĩnh. Sau khi thầy giáo này đặt vấn đề, Bộ Công an đã và cùng với Bộ Giáo dục Đào tạo đã lập tổ công tác liên ngành để xác minh. Qua quá trình xác minh đã phát hiện một số tồn tại sơ hở trong ra đề và xây dựng ngân hàng đề. Nên Cục An ninh Chính trị Nội bộ đã đề nghị những cơ quan bộ phận có liên quan Bộ Giáo dục và Đào tạo chấn chỉnh việc này. Về vụ Việt Á, như chúng ta đã biết, cơ quan chức năng đã bắt khẩn cấp giám đốc CDC Hà Nội, và người này mới 49 tuổi, mới làm giám đốc CDC có 4 tháng, và người tiền nhiệm trước ông, giám đốc CDC trước ông, đã bị kết án 10 năm tù. Chúng tôi sẽ thông tin về vụ Việt Á cũng như những dòng thời sự chủ lưu vào 20 giờ hàng đêm. Rất mong các anh chị chú ý theo dõi. Và nếu các anh chị cảm thấy hài lòng, xin cho chúng tôi một like, một theo dõi, và đặc biệt là xin hãy chia sẻ cảm nghĩ của mình ở phần bình luận. Và nếu có ý kiến gì khác thì xin gửi email đến chúng tôi. Chúng tôi để địa chỉ email ở phần nội dung mô tả. Xin cảm ơn các anh chị.